Thời đi học, môn toán là một trong những môn có thể nói là khó nhằn nhất đối với nhiều cô cậu học trò. Cứ nhắc đến hai chữ toán học thôi là cũng đã rùng mình ám ảnh. Cũng không phải tự nhiên mà toán được liệt kê vào danh sách những môn học khó, bởi nó đòi hỏi sự tính toán, suy nghĩ logic mạch lạc của người học. Mới đây, một bài toán dành cho học sinh lớp 3 đã gây bão mạng xã hội khi dân mạng đã thi nhau tranh cãi kịch liệt vì không thể tìm ra tiếng nói chung. Đọc vào đề bài, nhiều người cho rằng chính vì đề bài quá gây khó hiểu, thiếu đi một vài dữ kiện cho nên đã làm khó họ. Cụ thể đề bài như sau: da nên có 15 viên đá hoa, sau đó cô ấy làm mất một vài viên. Hỏi da nên còn mấy viên? Nhiều người cho rằng đáp án chỉ đơn giản là nhỏ hơn 15 viên, bởi vì đề bài không cho rõ là mất đi bao nhiêu viên mà chỉ dùng từ một vài viên. Dùng một vài đồng nghĩa với việc số viên đá còn lại chắc chắn sẽ nhỏ hơn 15 và không thể bằng không. Thậm chí một số người còn hài hước trả lời rằng vì da nên mất đi một vài viên đá cho nên chắc chắn cô ấy sẽ còn một vài viên, chứ không có con số cụ thể nào. Một bộ phận cư dân mạng cho rằng việc đưa ra một bài toán khá mông lung về dữ liệu như thế này là đánh đố các học trò lớp 3, với các em lúc này chỉ cần những bài toán đơn giản. Tuy nhiên, một số khác lại cho rằng nếu giải được bài toán này chúng ta sẽ tìm ra được thiên tài. Nếu giải được bài toán này trong vòng 3 giờ, chắc chắn bạn sẽ sở hữu trí thông minh hơn người.